Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Bonsai Việt Nam xin giới thiệu với các bạn về một loại cây dùng làm bonsai. Cái loại này thì nó không phổ biến cho lắm, và tôi nghĩ bạn cũng hiếm thấy nó tại các cái cuộc triển lãm bonsai. Tuy nhiên là nhiều nghệ nhân và người chơi bonsai thì luôn mong muốn sở hữu một cái tác phẩm như thế này để làm phong phú cho cái bộ sưu tập của mình, và cũng là để tìm hiểu cái bí mật cũng như cái cách thức để cây nó ra hoa đều như là những cái tác phẩm của các cái nghệ nhân quốc tế. Đó là cây Kiều Hùng, một cái tên nghe rất hay, nhưng đó là cái tên Hán Việt. Cái tên này thì nó cũng mới thôi thì cũng đã sẽ gây cái sự tò mò cho bất kỳ ai quan tâm đến về cái cây cỏ hoa lá. Về cái tên gọi này thì nó nhằm nói lên một cái đặc điểm hình thái của cây, đó chính là hoa của cái cây này. Mà thực chất cái hoa này nó là một cái chùm nhị dình hình rẻ quạt, trông nó rất mong manh. Cái cây này có tên khoa học là Caninandra, và cái tên tiếng Anh của nó là Pink Powder Pup. Những cái bông hoa mỏng manh của nó thì nằm giữa cái nền lá xanh, và nó làm cho bất cứ ai cũng chú ý vào cái bông hoa này. Và các bạn có thể thấy các cái màu hoa phổ biến của nó là hồng, đỏ và trắng. Ở Việt Nam thì kiều hồng đỏ nó khá là phổ biến, nhất là tôi thấy rất là nhiều ở Huế. Còn về để làm bonsai thì cái màu hồng tôi nghĩ là cái màu mà hay được các nghệ nhân lựa chọn, vì nhìn nó rất là kiêu sa và rất là đẹp. Và tùy theo cái điều kiện khí hậu hoặc là cái bí kíp chăm sóc mà kiều hùng nó sẽ lở nhiều hoặc là ít hoa. Cũng đã có một số các nhà vườn ở Việt Nam chuyên trồng và nhân giống kiều hùng làm cây cảnh quan, cũng như là tạo cái nguồn phôi cho các nghệ nhân bonsai trong tương lai. Việc trồng cây nó ra nhiều hoa vẫn là một cái bí mật của các nhà vườn. Thì đương nhiên là cũng phải là người gắn bó nhiều năm với cây kiều hùng, và phải hiểu được cái đặc tính của cây mới giúp cây nở hoa như ý muốn được. Ở Việt Nam thì tôi thấy cái loại cây này hay được trồng làm hàng rào, hoặc là trồng làm cảnh quan sân vườn. Nó cũng không phải là một cái loại cây lớn, hoặc chúng ta có thể coi nó là một cái dạng cây bụi. Tuy nhiên nó rất dễ là trồng, rất dễ sống. Cái nhược điểm của nó là cành lá nó có vẻ mảnh khảnh và nó có vẻ chậm lớn. Ngay cả cái gốc của nó cũng thế, cái đế của nó. Và để dùng được làm bonsai thì cái cây của nó phải là rất là già. Tôi nghĩ là các nhà vườn ở Việt Nam cũng nên chuyển sang hướng chuyên canh, tức là mình chuyên về một cái giống cây nào đó như ở nhiều nước đang nước khác, để nó mình có thể chuyên tâm phát triển nó, lai tạo và tìm ra những cái bí kíp của riêng mình. Cũng giống như ở phía Nam cũng có một số nghệ nhân được phong, ví dụ như là vua bông trang, rồi vua hoa sứ, rồi linh sam hoặc sam núi. Mời quý vị và các bạn ngắm tiếp một số các tác phẩm kiều hùng của các nghệ nhân trong nước và quốc tế. Và hy vọng là bạn cũng sẽ đặt cái mục tiêu kiếm cho mình một cây bonsai kiều hùng ngay từ bây giờ nhé.